chào quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ đến với kênh Phụ Nữ Cà Mau. Hiện tại thì Linh đang trên đường đi Quảng Ngãi, bây giờ thì mới tới đây là Bình Định, đang ghé ở quán ăn người quen, tại vì mấy lần trước đi cũng có ghé rồi nên là lần này ghé. Bây giờ thì mình đi vô trong coi hôm nay là sẽ ăn sáng gì, tại bây giờ mới có mấy giờ ta, mới có 6 giờ nữa Cà Mau đó. Hôm nay thì đoàn đi tới 9 người, có 9 người, có ông bác, bà bác, có bạn trọng, rồi thêm hai bác tài xế nữa là 11 người. Nghe ngoài này đây là vườn hoa của chủ quán, tuy không biết chủ quán là ai nhưng mà cũng đi tham quan vườn rồi dưới trời lắm. À đây là hoa hồng. Wow, cái hồng đúng đẹp luôn, giống hoa hồng mẫu đơn quá ha. Giờ đi vô đây coi coi. Ủa mình đây vô bếp được không ta? Đây có bông hồng trắng luôn nè chị. Wow, đẹp quá bà con cô chú các bạn ơi. Đây, chủ nhà là đẹp quá ha. Ôi cây đu đủ. Wow, cây đu đủ nhiều trái quá. Đây, bây giờ thì mình đi xuống khu vực sau bếp để hôm nay coi chế biến món gì. Dạ con chào gì. Ủa chị đang làm gà hả? Đang làm gà. Đang cho gà. Có cần tụi con phủ gì không? Không. À bỏ vô đây là máy giặt lông luôn. Đây là bạn Cẩm Mập. Quay lại, quay lại, quay lại. Bạn thân của Linh. Họ đi vô rồi, bây giờ mình đi vô. Đang bắt nồi nước để nấu cháo gà. Còn đây là nguyên liệu. Đây là lá giang nè, cà chua, hộp dịch. Cơm để chuẩn bị nấu. Cái này là không phải cơm mà là muối, đường, bột ngọt. Nguyên liệu để nêm nếm. Trời, vậy mà nhìn xa tưởng nấu cơm không ạ? Cơm này nè. Cơm này. Còn đây là chị Diệu Thảo. Hôm nay Linh không có nấu ăn, hôm nay được cô nấu nha. Hôm nay Phụ Nữ không có nấu ăn. Ủa, có cái máy giặt lông gà giặt nhanh quá. Giờ này là giặt xong luôn rồi. Bỏ vô cái nó giặt sạch trơn, không còn miếng lông luôn. Không còn miếng lông luôn. Gà này gà vườn hả? Gà vườn chứ. Cô thả vườn ngay luôn cô. Đây này, cái này, cái này. À đây đây, con đi ra con quay chuồng gà. Đó, gà thả vườn này là thả vô cái lồng gì nè. Cái đầu của Linh đó là tại vì do ngồi xe nó bị gói, đi xe rồi người ta kỵ trái đầu á nên là Linh cũng có chải nữa, kệ đại đi. Bây giờ là Linh đang hái cái cây đu đủ này nè, cái cây đu đủ nó hơi cao nhưng mà Linh đang tìm cách để hái có trái đu đủ chín. Hái đi. Phá quá trời, nhưng mà ở đây gào lại nè, sao vô ta? Tìm đường vô chắc. Chắc vô đường này quá. Này. Cẩn thận. Có ba con ốc sên luôn, đúng bự luôn á. Con ốc này chỗ của con của em gọi là ốc hương á chị. Linh đang leo để hái đu đủ. Ơi, đây không cần cây rồi. Hay quá. Khỏi cần cây luôn. Đây. Đứng tại đó chụp cái nha. Nhưng mà đu đủ này đưa cho tôi thấy cái mặt coi. Bị ốc sên ăn nên nó bị hơi hư rồi. Ủa lấy một trái gì hả? Con bẻ hết này nè. Nó bị ốc sên ăn nên nó bị hư. Trái bự bên này nè. Dạ. Hai trái. Mà xuống. Trái bự bên này mới hư nè, đúng. Coi chừng rớt cái kia luôn. Nhưng mà nó cũng bị hư rồi. Uổng quá à, mấy ốc sên. Bị ốc sên ăn. Chắc không có lỗi mà. Đó, trái bự như vậy mà bị ốc sên ăn. Làm sạch lại coi. Cái trái này hái luôn người ta, trái này cũng hơi hồng hồng mà chắc, nhưng mà chắc chưa hái được. Đây thôi, ba trái được rồi, hồi nãy có một trái chín này. Thôi bây giờ đi xuống. Ba trái được. Ôi. Thôn nữ mà leo cây giống như khỉ gì á. Đi cẩn thận. À. Bị cái này cũng trầm trọng không? Dạ, đây nè cô.
Đây, bà trái đu đủ nè, nó bị ốc sên nó ăn nè. Ốc sên ăn nhưng mà cái này còn được nè. Đi ỉa lại trên cái trái đu đủ nó mấy ốc sên này. Ỉa lại trên cái đu đủ. Nó gợi cứt lại trên cái đu đủ á. Rồi, bây giờ mình đi vô rửa để coi ăn được không. Rửa đâu? Được luôn. Ừ, được, sống được. Tắt máy đi. Đây, rửa. Đổ ơi, mày đổ ơi. Mày đổ giùm tao, tao có tay đâu. Cộng cái này thiệt. Rồi rửa cái thao, tại cái thao nước rửa gà. Rửa thao mà. Rửa thao nó gì á. Đó. Con nữ Cà Mau. Trời ơi. Nó lạnh. Đụng cái tay vô nước giống như là đụng vô nước đá vậy đó. Ở đây lạnh lắm không bà cô chú các bạn ơi. Mưa phùn nữa. Trời dữ lắm nè, nhá này thiệt. Lạnh mà còn mưa phùn nữa. Nè, nó ăn không biết con ốc nó ăn kiểu sao mà bị chảy mũi ra ta. Giống như nó cạp giống như là mình nhấn vô cái vỏ vậy á. Để cho chảy mũi thôi chứ nó đâu có bị vô nước đâu. Tốt mà. Nhưng mà cái chắc con nghĩ là trái trong nó cũng bị chai. Rồi tốt rồi rửa ra vậy có gì tốt rồi. Bây giờ mình vô mình gọt ăn luôn ha. À, được. Có chỗ có trái chín. Ngày mai mới ăn được. Vậy mình để mình làm lộ phí để đi trên đường đó, ăn. Mình đi đường á. Dạ. Để mình gọt cho mọi người hoặc là lúc nào ăn cơm bụi giống như hôm qua gì đó. Bây giờ lấy xuống ăn. À, thôi. Đẹp quá. Ơi đứng tại chỗ tôi chụp ngay. Lấy thôi kia chưa có giá. Đây là mâm bưng. Để lên mâm bưng. Bỏ đi mâm nè. Nè con ngồi ghế cô đi. Lạnh mà cái tay cà gung luôn. Bên đây bỏ miếng cơm vô ăn đi con để đổ. Quay phim. Quay phim đi. Trời lạnh là ăn cháo nóng là ngon lắm luôn á. Quay video phải không? Dạ. Bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn cùng ăn nha. Là tặng có heo quay ăn cái nắp hả? Dạ. Chặt bự quá hả? Chặt bự rồi. Ở đây là ăn cháo. Ăn bánh hỏi sẽ bỏ cháo vô. Đây Linh sẽ bỏ cháo vô chén của Linh. Còn là anh. Đang live stream luôn hả? Quay phim. Rồi, bây giờ xin mời ông bà cô chú các bạn các em nhỏ cùng ăn nha. Đó. Rồi, cảm ơn chị. Cái này là bánh hỏi với cháo nè. Đây là hai bác tài, người cầm tay lái. Bác tài này ăn cơm, không ăn cháo. Nó không có được chay ăn luôn. Có còn ngon đứng luôn hả? Ơ, cái này là bỏ vô cái gì vậy? Gao ăn cháo luôn á. Hỏi giá ngon. Có ăn nước mắm không? Có nước tương giả rồi vô chấm có nước tương giả sẵn rồi đó. Bây giờ thì Linh ăn một miếng gà nè chấm với tiêu chanh. Muốn gì trước qua ngày hôm sau. Xin mời ông bà cô chú miếng xương gà nha. Ủa cái này là cánh gà hả? Này cháu này ăn gì cho đâu. Dạ cảm ơn con. Còn dưới nữa có cái này. Rồi kiếm thôi. Đâu có được. Thịt gà đúng dai luôn không? Thịt giả ngọt mặn nhớ dai. Dạ, còn dai hết luôn rồi. Dài ấm mớm. Gà ngon lắm luôn á. Dai. Trời lạnh lắm. Ăn cháo nóng rồi cho ấm bụng. Dạ, hiện tại thì ăn buổi sáng xong thì Linh với tất cả mọi người đang trên xe đi ra đang trên xe đi tiếp. Giờ mới bước qua địa phận của Quảng Ngãi là đang ở Sa Huỳnh Quảng Ngãi nè. Ông bà cô chú các bạn thấy không? Trên đường đi thì trời nó đang mưa phùn lốc phốc ngoài trời thì rất là lạnh luôn. Đâu? À, đó đó. Tàu quả đang đứng nè, có bao nhiêu to dưới trời. Ngắn. Để chở gì á. Hồi đó
đi tàu quả lần nào luôn á. Còn thấy thì thấy cũng được 3-4 lần rồi. Đây là mưa ngập cơ kìa nhà bà con cô bác, cũng giờ nước nó cũng hơi ngập ngập. Thì đang đi theo đường quốc lộ, một bên là núi, một bên là biển. Đây là tới thị trấn Sa Huỳnh nè. Tại vì do trời mưa lất phất nên là chỉ ngồi trên xe quay được cho ông bà cô chú các bạn các em nhỏ coi thôi. Video của Linh tới đây là đã dài rồi, thì Linh xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ những video tiếp theo nha. Thì mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ Linh nha. Mọi người nhớ đón xem vào ngày mai. Ngày mai thì Linh sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình này. Đúng là buồn luôn á, mưa vậy đó, ngủ lập vậy mà cũng thấy có một số ông bà cô chú đi ra ngoài đồng á. Ô, cái này là đá đâu nè? Đá, trên cái này bê tông. À, cái này mình đúc phải không? Đúng rồi, nó đúc bê tông. Bên đây mới là đá. Mưa ta vẫn làm ruộng rồi, có thấy không? Nè, mưa nhưng mà một số ông bà cô chú vẫn đang ruộng làm luôn á. Đó, đang cuốc đất, cày đất để làm.